Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các chế độ hoạt động trên controller Cisco C9008 dựa theo các nhu cầu riêng của từng mô hình. Trên tất cả các dòng controller, không chỉ riêng gì ở Cisco C9008 sẽ luôn có hai chế độ để quản lý lưu lượng mạng của người dùng Wi-Fi. Trên Catalyst C9008 thì Cisco sẽ gọi hai chế độ đó là Local Switching và Central Switching. Với Local Switching thì lưu lượng data của người dùng sẽ đi trực tiếp qua hệ thống mạng mà không qua controller. Còn Central Switching thì toàn bộ dữ liệu sẽ cần phải đi qua controller trước rồi mới đi ra ngoài. Ở trong một hệ thống thì các bạn có thể sử dụng cả hai chế độ này đều được cả nhé. Với mỗi nhu cầu sử dụng và quy mô của hệ thống mạng thì chúng ta sẽ có cách quy hoạch riêng. Với Local Switching thì chúng ta sẽ giảm tải được cho controller do nó không phải xử lý dữ liệu người dùng. Trong các hệ thống với số lượng người dùng lớn hoặc các SSID chỉ sử dụng cho khách và chúng ta có firewall để tạo các policy riêng cho mỗi người dùng thì các bạn có thể sử dụng Local Switching cũng được. Còn với Central Switching thì toàn bộ dữ liệu người dùng Wi-Fi sẽ đều đi qua controller. Do vậy thì các traffic sẽ được controller quản lý và hiển thị dựa trên các policy trên controller luôn. Tuy nhiên thì nếu traffic quá nhiều thì có thể gây quá tải cho controller. Do vậy, trong trường hợp sử dụng Central Switching thì các bạn có thể sử dụng LACP để tăng băng thông uplink cho controller. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mix cả hai chế độ này. Đây là mô hình mình đang sử dụng, bao gồm một controller C9008 và một Wi-Fi Cisco 9115. Mình sẽ tạo 3 SSID. SSID cho LAN nội bộ thuộc VLAN 40 và SSID cho meeting thuộc VLAN 50, mình sẽ để chế độ Central Switching để quản lý lưu lượng người dùng. Còn SSID Guest thuộc VLAN 60 cho khách thì mình sẽ để Local Switching. Do dữ liệu của khách thì mình cũng không cần quản lý làm gì cả. Đối với mô hình này thì cổng kết nối xuống controller, các bạn cần cấu hình Trunking Allow các VLAN của Wi-Fi hoặc là Allow All cũng được. Đây là cấu hình cổng GI1 kết nối xuống controller. Cổng GI2 kết nối xuống Wi-Fi. Còn đây là cấu hình cổng 0/0/0 trên controller. Mình đang để mốt trăng và allow các VLAN của Wi-Fi. Các bạn nên sử dụng LACP để gom 4 cổng trên controller lại để dự phòng và tăng băng thông với Central Switching nhé. Mình cũng đã tạo sẵn 3 VLAN 40, 50 và 60 rồi. Các bạn cần hiểu rõ về cấu hình các cổng và VLAN thì có thể xem video mình đã làm về VLAN trên controller C9008 nhé. Còn không thì các bạn cứ cấu hình các cổng trên switch và controller như của mình là được. Trong video này thì mình sẽ không nói phần này nữa. Ok, sau khi đã cấu hình các cổng và tạo VLAN, các bạn tạo các SSID trước. Các bạn vào menu Wireless LAN. Mình sẽ tạo 3 SSID như mô hình. Các bạn chỉ cần tạo SSID và password là được. Tiếp theo chúng ta cần tạo các Policy Profile trong menu Policy. Trong Policy Profile thì các bạn sẽ cần tạo 3 Policy cho 3 SSID. Policy đầu tiên cho SSID nội bộ. SSID nội bộ là Central Switching, do đó các bạn sẽ cần bật Central Switching và Central DHCP lên. Chuyển sang tab Access Policy, chọn VLAN nội bộ trong phần VLAN, chọn Apply,
Tương tự, các bạn tạo thêm một Policy Central Switching cho SSID Meeting. Cuối cùng là cho SSID cho GET. GET là local switching nên các bạn sẽ disable central switching và central DHCP đi, còn xác thực thì tất nhiên vẫn phải qua controller rồi. Như vậy là xong policy profile. Tiếp theo, các bạn cần tạo các policy tag để liên kết các SSID với policy profile. Các bạn vào menu tag. Trong tab policy, chọn S để tạo các policy tag. Đặt tên cho policy tag. Chọn S. Trong mục này các bạn lưu ý nếu toàn bộ các AP đều phát cả 3 SSID thì các bạn tạo một policy tag và add cả 3 SSID vào. Còn nếu có một số AP chỉ phát một SSID cụ thể thì các bạn sẽ cần tạo các policy tag tương ứng với SSID đó. Trong mô hình này thì các AP của mình đều phát 3 SSID nên mình sẽ tạo một policy tag và add 3 SSID vào. Nếu có một AP chỉ phát SSID GET thì các bạn tạo thêm một policy tag cho GET nữa là được. Tiếp theo các bạn tạo các flex profile. Do mình đang có hai SSID là Central Switching với hai VLAN khác nhau. Các bạn vào menu Flex. Chọn S. Trong mục Native VLAN ID, nhập VLAN Native trong mạng. Như mô hình của mình, cả hai đầu link nối xuống controller đều Native VLAN 30, nên mình sẽ nhập 30. Còn các bạn native VLAN nào thì nhập vào nhé, mặc định thì nó sẽ là 1. Chuyển sang tab VLAN. Chọn S. Sau đó thì tạo các VLAN sử dụng. Tiếp theo chúng ta cần tạo các site tag. Các bạn vào menu tag. Chọn tab site. Tạo một site tag. Bỏ tích ở mục Enable Local Site. Sau đó chọn Flex Profile vừa tạo. Cuối cùng là các bạn gán các Policy Tag và các AP. Các bạn có thể gán cho từng AP hoặc gán cho nhiều AP cùng lúc cũng được. Nếu mà các AP cùng phát chung SSID thì gán cho nhiều AP cùng lúc cũng được. Còn mỗi AP tại mỗi khu vực phát các SSID khác nhau thì các bạn có thể gán cho từng AP. Để gán cho từng Wi-Fi thì các bạn vào menu Access Point. Ban đầu thì AP đang chạy mode là Local. Trong mục Tag, các bạn chọn Policy tương ứng. AP này đang phát cả 3 SSID nên mình sẽ chọn Policy Tag là Own SSID.
sai tác chọn FlexSign 1 mà các bạn vừa tạo. Nhấn Apply là xong. Lúc này thì AP sẽ chuyển sang mode Flex và roi lại vào controller sau khoảng 1 phút. AP đã chuyển sang mode Flex. Nó cũng đã phát các SSID mà mình đã cấu hình. Đối với trường hợp các bạn muốn áp dụng cho nhiều AP cùng lúc, thì các bạn truy cập vào menu Advanced trong Whitelist Setup. Chọn Start Now. Click vào tab AP. Sau đó chọn các AP mà các bạn muốn gán profile vào. Nếu có nhiều AP, các bạn có thể lọc dựa trên AP name nếu các bạn đặt tên các AP theo một logic cụ thể. Sau đó click vào ô phía trên này để chọn toàn bộ là các AP là được. Sau khi chọn xong AP thì click vào tab AP và chọn các policy là xong. Ok, như vậy chắc là các bạn cũng đã có thể tự thiết kế các SSID theo nhu cầu của mình rồi. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay là thắc mắc nào, thì cứ để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và nhớ like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ Sanctity Shop bạn nhé.